Ok, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với channel mình là BNP. Ok, trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt cái nút bắn ở Free Fire Max nhá. Lý do tại sao chúng ta không thể cài đặt nút bắn ở Free Fire Max đó là vì giả lập BlueStacks cũng như các giả lập khác thì họ hầu hết là đều là chưa hỗ trợ các cái phiên bản ở game mới. Free Fire Max thì vừa mới ra thôi, vừa ra mắt thôi, cho nên là họ chưa có hỗ trợ cái nút bắn được. Chính vì thế thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách copy cái config của Free Fire thường sang Free Fire Max anh em nhé. Ok, anh em lại theo mình nào. Đầu tiên anh em vào đây, anh em vô phần phím cho mình. Sau đó anh em ấn vào nhiều hơn này. Ở phiên bản mới thì nó sẽ có phần xuất hiện trên này, nó có một cái thư mục, có hai phần thư mục, một cái là mũi tên lên, một cái mũi tên xuống. Mũi tên lên tức là xuất ra, mũi tên xuống tức là nhập. Và đây mình dùng phiên bản cũ. Thì anh em đầu tiên ấn vào phần xuất cho mình. Anh em xuất cho mình một cái file, đó chính là com.dtsfreefighter.config này này. Đây, cái file này này. Thì cái file này anh em lưu vào chỗ nào anh em nhớ nhá, để tí nữa mình còn sử dụng đấy. Ở đây thì mình đã lưu rồi cho nên là mình sẽ không lưu lại nữa nhá. Cho nên mình sẽ thoát ra. Ok. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vô ngay Free Fire Max để cài đặt nào. À, Free Fire Max vào lâu phết nhỉ. Ai chà chà, lâu quá nhỉ. Mình có nên cắt không ta? Lâu quá em ơi. Tôi sao không chịu được rồi. Này, lần vào thứ hai của mình làm sao lâu thế? Đây là lần thứ hai mà mình vào Free Fire Max của anh em ạ. Lần trước là lần thứ nhất là mình tải để mình thử trải nghiệm và mình mò ra cách setting phím. Ôi lâu dữ vậy. Ôi trời ơi, lâu quá. Thực sự là hết sức chịu nổi rồi. Hừ. Lâu quá. Ok, mình sẽ tập biến. Ok, lâu quá. Đây rồi, giao diện Free Fire Max thân quen đây rồi. Mình có tải Free Fire Max nhưng mà mình thật sự là mình không chơi Free Fire Max anh em ạ. Thứ nhất là do cái độ nhạy của nó mình chưa làm quen ấy, mình kéo tâm rất là khó. Mặc dù nhìn đồ họa đẹp, thật thật sự đẹp đấy. Ok, và tùy chỉnh giao diện cho mình nhá. Đây là mình hôm nọ mình set sẵn rồi. Đây để mình set lại cơ bản cho mọi người xem. Thử xem mới. Ây à, đẹp phết. Thôi quay lại cơ bản để set cho dễ. Anh em vào lại phần phím cho mình. Anh lại mở cài đặt nâng cao. Anh em sau đó ấn vào phần nhiều hơn. Đấy, ai mời vậy? Đáng làm clip. Anh em ấn vào phần nhập nhá. File đây. Đây thì mình vừa lưu một cái file này này, cái file config ở Free Fire thường đấy. Thì anh em lưu đâu thì anh em nhớ cái tập tin đó và anh em nhập vào cho mình. Ở đây thì mình đã ấy rồi cho nên là thôi. Anh em thì mở ấn thêm cái nút open nhá. Đây để mình mở cái hiển thị phím lên đã. Mình làm mờ tại vì mình thủ phím rồi. Đây, nó sẽ như thế này. Thì em set lại giống như là ở bên Free Fire thường em nhá. Set lại giống như bên Free Fire thường thôi. Không có gì đâu. Ok. Đó. Đến đây thì clip đã hết rồi. Nếu mà anh em thấy video này mà có ích hay thì nhớ để lại cho mình một like và một subscribe. Ngoài ra thì có thể chia sẻ kênh của mình để cho nhiều người biết hơn. Ok. Cảm ơn anh em đã xem clip này. Chúc em một ngày mới tốt lành. Bye bye.